Các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ siêu nano chiết xuất thành công hoạt chất piperine có trong tiêu lốt nhằm hỗ trợ việc hạ và ổn định huyết áp, ngăn chặn biến chứng đột quỵ. Hoạt chất piperine có trong tiêu lốt có thể ngăn nhĩ thất, làm chậm nhịp tim do áp lực co bóp âm tính cùng với hoạt chất peptide, chuỗi các axit amin trong đậu nành nhằm tổng hợp các protein được ứng dụng trong viên huyết áp cardio Nhật Bản. Thì là những người chuyên gia thì qua nghiên cứu tìm hiểu đấy, thì tôi thấy rằng cái sản phẩm mà hạ huyết áp cardio của Nhật Bản thì có rất nhiều cái điểm đặc biệt và nổi trội. Cái điểm thứ nhất ấy, là phải nói là cái công nghệ sản xuất là siêu nano, mà chúng ta biết siêu nano là cái công nghệ rất là mới hiện đại của Nhật Bản tiến hành, và đây là một công nghệ tức là giúp các cái phần tử lớn trở thành những phần tử vô cùng nhỏ, gọi là kích thước gọi là siêu nano. Phần tử nhỏ như vậy cho nên khả năng hấp thu qua tế bào rất là lớn, và chính vì thế nó tăng cái khả năng hấp thu lên hàng trăm hàng nghìn lần so với cái phương pháp thông thường. Cái thứ hai ấy, là đặc biệt là sử dụng hoàn toàn những thảo dược hoàn toàn là thiên nhiên 100%. Chính vì thảo dược thiên nhiên như vậy thì nó an toàn, lành tính và không gây ra các cái phản ứng phụ, không gây cái tác dụng phụ. Với những biến chứng nguy hiểm của bệnh cao huyết áp, các chuyên gia y tế cũng khuyên rằng ngoài việc sử dụng các sản phẩm thuốc hỗ trợ bệnh cao huyết áp thì người bệnh cũng nên có một chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.